Tối qua, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chi nhánh miền Trung tổ chức buổi gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Buổi gặp mặt là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp xây dựng miền Trung cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác khắc phục khó khăn sau đại dịch COVID-19 và những biến động hiện tại. Sau khi kết nạp thêm 9 hội viên mới, đến nay Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chi nhánh miền Trung đã có tổng cộng 295 hội viên. Hoạt động mô hình cà phê doanh nghiệp đến nay được duy trì thường xuyên, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ thông tin thị trường, tạo sự gắn kết các bất cập liên quan đến hoạt động xây dựng như phương pháp xác định đơn giá nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường về điều chỉnh giá, bù giá cũng như các bất cập trong thi công và hợp đồng kinh tế đã được kiến nghị trung ương và các địa phương quan tâm giải quyết. Tại buổi gặp mặt cũng đã trao chứng nhận các hội viên mới và khen thưởng các doanh nghiệp có nhiều đóng góp.